Ơi, xin chào các bạn nhá. Giống Spa TV quá nhỉ. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay đưa các bạn đi một khám phá một siêu phẩm là Volvo A7 xe thùng 4 chân. Như đầu kéo đời 2014. Wow. Lấy thằng bạn đi, hôm qua bây giờ là hiện tại là đường đang tắc các bạn ạ. Cho nên là có thời gian để quay phim một chút. Đấy, cũng được một con này nhiều lúc nó tắc đường thì nhờ anh đông lắm. Như kia đó. Hai, chào các bạn. Kinh quá nhỉ, xe VIP quá nhỉ. Chứ, xe Tây à? Kẹt quá. Đây là hộp vỏ A7. Đây, các bạn nhìn thấy con LED không? Bạn bật đèn tí nào, có đẹp không nào? Đấy, như đầu kéo. Đây các bạn, đèn thì bằng LED hết nha. Full LED hết. Mà bạn lại bật đèn tí khi đẹp hơn đấy. Đây, không ngặt lại xe. Vùng cao này lạnh quá. Ui, nhìn hầm hố quá là nhỉ các bạn. Như thế này, cái đầu kéo, máy đầu kéo này, đấy, bình dầu nó thì ôi dồi ôi luôn, siêu khủng. Đây là cầu lắp, không phải cầu dầu các bạn ạ. Cầu lắp nó bảo là đi thoát hơn cầu dầu, không biết là như thế nào, tôi chưa trải nghiệm. Các bạn khám phá một chút thôi. Bốn chân lốp. Nhưng mà cái phiên bản này dài đấy, cao đấy. Con này đi phủ bạt thì chắc cũng hơi vất à. Cam lùi đấy. Cười. Đấy. Rất là hoành tráng đúng không? Được con này không? Đi đâu làm gì cô? Hả? Cắt cỏ à? À. Con sau này đấy. Nào. Ui, một chân này thì hơi mòn các bạn ạ. Đây. Mời các bạn lên cabin soi xem trải nghiệm phát cho nào. Ui đẹp thế. Cửa. Ui dồi ôi, rộng thế. Thằng đệ này ngủ ngon thế nhỉ. Đâu, đây. Rộng thế nhỉ, thằng Giáp mình ngủ toàn đéo như thế rồi đâu. Thằng này 12 số cơ. Khét đây. Em ơi, dậy đấy em ơi. Nhìn con này to thế nhỉ. Wow. Nhìn thằng Giáp ở trong không biết là nhìn thấy gì không. À, con này nó bóng hơi nó đẩy lên mà nhỉ. Con này 12 số các bạn ạ. Ui giời, cái bảng điều khiển này rất là kinh khủng luôn. Đi xe Tây nó khác hoàn toàn, khác bọt ngay các bạn ạ. Rất VIP luôn. Cửa kính bằng điện hết. Ok. Qua mấy giờ đây em ơi? Ôi giời ơi, anh đang review xe của chú tí à. Hả? Đi kém thế. Ôi, màn hình Android này được đấy nha. Con này lên dốc trang kia này là bao nhiêu ấy? Dốc nào? Dốc trang kia này là số mấy đấy? 4, 5, 6. Sao lại có hai phanh tay này? Một lốc kê, một phanh đầu kéo. Một lốc kê, một phanh đầu kéo à? Đấy, ui giời, khá an toàn. Mày cho anh nổ máy phát nhá. Đây đang review xe của chú xem nó chất lượng cao như thế nào.
Thảo nào mới độ này thì lười đi chạy 371 rồi. Đừng giấm ga nhé. Cứ để lên bình thường. Cứ để lên bình thường. Để lên nhé. Wow. Đây, bảng điều khiển táp lô đây. Khá là êm, không thấy gì. Mà cái ghế này đủ 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 hơi khác khác đẩy lên à? Đủ hơi khác đẩy lên. À. Đấy. Hộp vô A71, A74. À, đẩy lên rồi đấy. Nhưng mà giường cũng hẹp luôn nhỉ, nhưng mà đằng trước rộng thế. Nội thất cabin, giường 2 tầng. Một cái này hạ xuống này. Đây. Con này phải đi highlight. Đây các bạn nhìn thấy đẹp không? Kìa. Khá là ok luôn. Cam hành trình. Đây, hộp đồ kiểu. Ui mẹ, lên xe này nhiều tiền quá, sợ quá. Anh xuống rồi. Sao đủ hơi anh xe... Hai ghế bóng hơi hết à, ghế phụ bóng hơi hết à? Ghế phụ là dùng thủy lực. Thủy lực à? Một ghế phụ là thủy lực, một cái bóng hơi. Anh ngồi con này xong này lười đi ngồi khổ vô kia đấy nhỉ. Ngồi con này xong lười đi lái con kia lắm ấy. Ngồi nó chán lắm. Ghế sân êm không? Hả? Được chưa? Hơi đủ rồi nè. Đây à? Anh ra cái chỗ nút bên tay trái ấy, cái nút tròn tròn ấy. Đây gì? Ở bên ghế lái này. À. Còn nút tròn tròn ấy anh dí xuống, nó không nổi lên. Ui ghê mẹ, nhìn đi cán bộ này. Như ghế xếp này. À, ghế rất êm các bạn. Xe đầy cao này. Khác, hoàn toàn khác bộ. Thích không? Thích lắm bạn ơi. Bạn, con, bạn ơi, một con để đi. Bạn lên ngồi để tôi quay bạn ngồi. Cái ông lái xe như xếp thế nào? Ngồi đây đi, cứ ngồi đây đi. Không, ông ngồi cái ghế để tôi, ông nhún nhảy để tôi xem nào. Nhún nhảy á? Ờ, sao có giống cái ghế cán bộ không? Đấy, thằng bạn là chưa trực tiếp con này đây. Dạ, ok, chào mọi người nhá. Đấy. Ấy à. Đấy, giờ đấy, lái xe. Ghế này hơn ghế xe khách một tí. Ủa, bộ A7 nó khác đúng không? Thầy của các ông nội mà. À, thầy ông nội. Đấy, ok, ok lắm bạn ạ. Vậy, từ lúc bạn lên xe này tôi nhìn các bạn này khôn khôn hẳn người ra. Khác gì khách sạn 5 sao đâu mà. Hai giường nhá. À, hai giường luôn, giới thiệu rồi. Kẹo riêng ăn đi bạn ơi. Nó rất sớm mồm. Có kẹo bạn mồm tôi có thôi đâu. Giá mà để nhiều tiền trên xe này, mình lên linh tinh là chết đấy nha. À, tiền nó chỉ là phụ dụng. Bàn màn hình Android à? Đây màn hình còn dùng được không? Có chứ. Rồi, ui giời, đi lái xe khác gì đi ấy đâu mà nhỉ? Đi du lịch đâu mà. Tham khảo cái màn hình này đi nào. À, ôi. Ăn chơi nhất của đất đấy. À, đi các kiểu luôn. Các kiểu luôn nhỉ. Trên này đang mạng Viettel đang kém. Nhưng mà bắt Bluetooth à? Bắt không. Bắt Wi-Fi. Bluetooth luôn á? Wi-Fi ừ. À. Mạng trên này hơi kém lắm các bạn ạ. À, bật lên tí là bản quyền thì chết. Các bạn soi qua thì thì chết là được rồi. Ôi giời. Bây giờ cho đi chạy xe không điều hòa, xe bé nghe có chạy không? Hả?
Bây giờ cho đi chạy xe điều hoặc xe ben có chạy không? Bây giờ mình lại đang muốn trở về xe ben này. Bây giờ tiền thắng tỷ thua. Đấy, hôm nay đưa các bạn đi khám phá một chút con xe Volvo A7 24 này. Nội thất cabin bên ngoài xe siêu khủng, 12 số. Bên trong ghế bóng hơi, cabin bóng hơi. Hai cái phanh tay này, phanh tay mình còn chưa biết sử dụng là kiểu gì. Đó là mình phải đi chơi một ngày cơ. Đấy. Ok cơ. Đấy các bạn, nhìn lên không? Xe dài dài như đầu kéo. Máy bao nhiêu bạn nhỉ? Lúc nãy tôi quên mất. Máy 420 à? Máy đầu kéo. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nhá. Nếu các bạn thấy hay vui lòng like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đó là review đến đây thôi. Anh em cũng đi kiếm cái chỗ cái ăn tí nha, cho nên đang vùng sâu xa các bạn. Xa quá. Đây, cùng vùng núi đây. Chào các bạn nhé.